Và chúng tôi xin được chúc mừng Hoa hậu Thiện Nguyện, Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2022 Phạm Thị Minh Phi, hiện đang là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Mộc Hoa Beauty and Skin Care, hệ thống spa dưỡng sinh Đông y Mộc Hoa. Hoa hậu Thiện Nguyện Phạm Thị Minh Phi là người con sinh ra từ Thừa Thiên Huế. Năm 2010, chị khởi nghiệp với công ty may mặc hoạt động gần 10 năm, tạo ra hàng ngàn việc làm cho lao động tại địa phương. Nhưng cuộc đời luôn thử thách chị. Sau một vài biến cố, cái duyên đã đưa chị đến với Đà Lạt, thành phố ngàn hoa và bắt đầu lại sự nghiệp với số tiền vọt vẹn 14 triệu đồng. Câu chuyện tái khởi nghiệp của chị chuyển sang một trang mới với thương hiệu Mộc Hoa Beauty and Skin Care cũng ra đời từ đây. Với 10 năm kinh nghiệm trên thương trường bằng sự nhạy bén của mình trong kinh doanh, đặc biệt với việc lựa chọn kim chỉ nam cho hành trình khởi nghiệp, tâm tầm tài, nền tảng cho sự phát triển bền vững của chuỗi thương hiệu Mộc Hoa Beauty and Skin Care, thương hiệu vì sức khỏe Việt. Hiện tại, hệ thống spa dưỡng sinh Đông y Mộc Hoa đã có 8 chi nhánh trải dài trên khắp mọi miền của Tổ quốc, là lựa chọn tin cậy của khách hàng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bằng việc kết hợp giữa Đông y và sản phẩm hoàn toàn bằng thảo dược. Một lần nữa xin được chúc mừng Hoa hậu Thiện Nguyện, Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2022 Phạm Thị Minh Phi. Vâng, một lần nữa xin được thay mặt cho ban tổ chức chúc mừng đại diện của các đơn vị doanh nghiệp cũng như là các doanh nhân đã nhận được những có thể nói rằng đây là những món quà rất là tuyệt vời cũng như là công nhận, ghi nhận đóng góp của tất cả quý vị trong chặng đường phát triển sự nghiệp của mình. Một lần nữa xin được chúc mừng các doanh nhân và thay mặt ban tổ chức xin được chúc các doanh nhân chúng ta thật nhiều sức khỏe và tiếp tục phát triển hơn nữa. Xin được cảm ơn hai vị đại diện ban tổ chức.